Hello, xin chào các bạn, lại là nhà Lan đây. Và hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc kẹp thật là xinh xắn và rất dễ làm. Nhìn qua thì các bạn tưởng chừng nó sẽ rất là khó, nhưng thực chất là không phải nha. Các bạn móc khi đã quen vô cái nề của nó rồi thì các bạn sẽ dễ hơn. Và đây mình sẽ sử dụng lem mill và cây kim móc là 2,5 mm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ cần một cái phôi kẹp và một cái miếng lót như thế này. Sau đó là một tấm bìa để dán như thế này để chúng ta có thể đem bán những sản phẩm mà chúng ta đã làm. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một nút thắt trước nhé. Tiếp đến các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi bính. Mũi bính đầu tiên nè. Sau khi xong mũi bính đầu tiên, các bạn sẽ dùng kim để gắn lại. Để lát nữa chúng ta biết được vị trí, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu móc cái phần bông ở bên trong. Sau khi 4 mũi bính đã xong, các bạn sẽ tiến hành gỡ cái ghim ra và thực hiện đâm kim xuống ngay vị trí chúng ta gắn ghim để bắt đầu móc những cái mũi móc đầu tiên. Ở đây các bạn sẽ móc đa phần cho mình là mũi hạt đậu hết. Thì mũi hạt đậu tức là các bạn sẽ luồn kim qua cái bính này, các bạn sẽ kéo dây lên và các bạn sẽ khoan không có chụm đầu nó lại. Các bạn sẽ kéo cho căng dây ra như thế này nha. Các bạn sẽ làm cho mình là 3 dòng dây như thế này để chúng ta làm mũi hạt đậu. Thêm một mũi kép nữa. Rồi tiếp tục mũi kép thứ hai. Các bạn khoan chụm đầu nó lại. Mũi kép, mũi hạt đậu tức là cùng chân chứ cùng đầu luôn. Ở đây mình cùng chân trước rồi nè, lát nữa đầu thì lát nữa mình sẽ bắt đầu luồn lên qua là nó sẽ chung được cái đầu. Thì trước khi luồn các bạn sẽ dùng tay để giữ cái phần dây này nè, cho nó nằm bên ngoài để lát nữa chúng ta có đường, lát nữa chúng ta móc lên những hàng trên nha. Các bạn sẽ giữ bên ngoài này. Tay bên kia các bạn sẽ dùng kim để luồn cái phần lên qua để chụm đầu nó lại. Các bạn sẽ kéo như thế này, tay kia vẫn giữ cái phần dây lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí mà chúng ta chừa mới nãy đó. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Mũi đơn này có tác dụng là lát nữa khi các bạn bắt đầu cái mũi mới thì các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí mũi đơn đó để các bạn lên mũi mới nha. Đây, các bạn sẽ kéo lên qua. Rồi, thêm một vòng len nữa. Rồi sau đó các bạn lên một bính. Ở đây chúng ta đã được một mũi hạt đậu rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ lên một bính cho mình và tiếp tục móc lại y chang cái phần mới nãy nữa. Cái này chỉ có khúc mà các bạn không móc được mũi hạt đậu, các bạn nhớ là móc lỏng tay giúp mình. Các bạn móc chặt tay quá thì mũi hạt đậu mình nó sẽ bị chặt lại, nó sẽ không được đẹp. Lên một bính rồi thì bây giờ các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí mà chúng ta móc mũi X ở đây nè. Mình sẽ lấy cái kim màu hồng để mình định vị cho các bạn.
Rồi tiếp theo các bạn cũng sẽ móc lên cho mình là ba mũi kép chung chân chung đầu, hay còn gọi là mũi hạt đậu nha, vào ngay cái vị trí mũi đơn mà hôm nãy chúng ta vừa thực hiện. Đây nè, một mũi đã xong, tiếp tục mũi thứ hai. Các bạn sử dụng là mũi kép, tuy nhiên không có chụm đầu lại. Lát nữa chúng ta làm xong 3 mũi kép chúng ta mới chụm đầu. Rồi 3 mũi. Sau đó các bạn sẽ dùng tay giữ len, rồi tiếp tục chụm đầu nó lại. Các bạn sẽ lặp lại 5 lần như thế này là chúng ta đã được cái phần đầu dây. Tay này giữ lại, tay kia thì luồn len qua. Rồi sau đó móc một mũi đơn vào cái vị trí mà chúng ta giữ. Rồi các bạn cứ lặp lại quy trình cho đến khi được 5 cái cục hoạt động như thế này thì là chúng ta đã hoàn thành xong được một mặt. Rồi đến bước thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình hàng ở giữa. Hàng giữa này thì các bạn sẽ móc cho mình là 3 lần của mũi hạt đầu. Thay vì hàng đầu tiên các bạn móc có một lần thôi thì hàng này các bạn sẽ móc 3 lần mà các bạn khoan chụm đầu lại nha. Thì cũng lên một bính, sau đó kéo dây dài lên. Rồi thực hiện cho mình mũi hạt đậu ngay vị trí mũi đơn mà chúng ta vừa lên đó. Rồi đến đây thay vì chúng ta móc thực hiện mũi kết luôn nhưng mà không được thì bây giờ chúng các bạn sẽ phải móc tiếp cho mình thêm một mũi hạt đậu ngay vị trí ô giữa này, giữa hai cái hạt đậu ở hàng trước. Các bạn sẽ thực hiện vô đây một lần nữa, rồi tiếp tục các bạn sẽ thực hiện qua cái chân tiếp theo một lần nữa, là chúng ta sẽ có 3 lần ở đây. Sau đó các bạn mới chụm đầu nó lại nha. Đây thêm một lần này nữa nè, rồi mới chụm đầu lại. Thì ở đây mình ghi là 3 ép chung chân chụm đầu, hay còn gọi là mũi hạt đậu, các bạn sẽ lặp lại 3 lần như thế này. Sau đó các bạn mới thực hiện một mũi đơn X để liên lên. Đây cũng giữ, dùng tay để giữ cái phần dây kia. Rồi sau đó luồn lên qua và thực hiện một mũi đơn. Quy trình của nó cũng rất đơn giản luôn á các bạn. Các bạn chỉ lặp lại những cái bước theo thứ tự như thế này thôi. Rồi sau khi lên một bính rồi thì tiếp tục các bạn sẽ lặp lại quy trình này cho mình thêm 3 lần nữa. 1, 2 nữa. Rồi thêm cái ngay vị trí mà chúng ta làm đó là 3. Thank you.
Rồi, hai lần cụm bước 2 này đã xong, tiếp tục lần thứ ba. Các bạn thực hiện cho mình một mũi đơn, sau đó lên một bính. Rồi, tiếp đến. Các bạn sẽ lặp lại làm thêm cho mình một lần nữa nha. Rồi và đây là lần cuối cùng nè. Các bạn sẽ thực hiện cho mình nghe vị trí này một lần. Tiếp tục. Lần thứ hai nghe ở giữa này. Và lần thứ ba là nghe vị trí cuối ở phần sau. Sau đó các bạn sẽ thực hiện một mũi đơn rồi lên một bính. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bước 2 ở đây. Và bước 3 thì chúng ta sẽ tiếp tục. Phần chắp móc mình có đính kèm ở từng cái mức độ nha các bạn. Các bạn xem đúng phần chắp móc cho mình nha. Rồi, đây thực hiện một cái luồng dây qua, sau đó lên một mũi đơn. Cũng tay giữ chặt cái phần đầu dây bên kia để lát chúng ta thực hiện mũi đơn nha. Rồi đến đây là chúng ta sẽ qua bước 3 nè. Bước 3 thì các bạn sẽ móc cho mình là chỉ hai lần này thôi. Hai lần mũi hạt đậu cũng lên một bính, xong đó kéo dây dài ra. Đây là một mũi hạt đậu đầu tiên. Các bạn sẽ đâm ở đó và ở vị trí này. Là hai vị trí thôi nha. Và các bạn sẽ lặp lại cái quy trình này 3 lần. Rồi chúng ta hoàn thành xong bước thứ ba này. Rồi đây là một lần nè. Một lần của phần 1. Đây là hai mũi hạt đậu đã xong. Rồi sau đó cũng luồn dây qua và thực hiện một mũi đơn. Rồi, tiếp tục lên một bính và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp là hai mũi hạt đậu của lần thứ hai. Các bạn sẽ lặp lại 3 lần nha. Các bạn móc tới đây là đã được một bên rồi nè các bạn, một mặt rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm tiếp mặt còn lại, và còn lại các bạn sẽ lắp đầy làm kết phần bông hoa mình được tròn trịa hơn.
Bây giờ các bạn sẽ còn phần trên này nè. Ở đây là có 4 bông hoa, 4 cánh hoa, thì ở phía trên các bạn còn thiếu 2 cánh nữa. Sau đó các bạn sẽ xếp dài xuống phía dưới. Thì cái phần trên đó nó sẽ tương tự như phần bước 3. Tuy nhiên ở đây các bạn sẽ còn một phần là chưa làm nữa nè. Nãy các bạn mới làm 2 lần của bước thứ 3 thôi. Bây giờ các bạn sẽ làm thêm một lần bước 3 nữa. Và sau đó các bạn sẽ lặp lại quy trình của bước thứ 2. Rồi, vậy là 3 lần của bước 3 đã xong. Bây giờ các bạn lên một bính và bắt đầu cho mình là bước thứ 2, lặp lại bước thứ 2, lặp lại toàn bộ luôn nha. Cũng là 4 lần như bước thứ 2 mình đã đề cập. 1 nè. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chúng ta thực hiện mũi đơn, rồi ngay vị trí ở đây và bên này. Ngay vị trí ở giữa thì các bạn đã tạo được một bông hoa rồi đó. Tiếp tục qua bên vị trí tiếp theo thì các bạn sẽ tạo tiếp một phần bông hoa nữa. Đây là một lần rồi nè. Lần thứ hai. Tiếp tục mũi hạt đậu thứ ba. Các bạn thấy đây là đổ xuống rồi nè các bạn. Sau khi bóc xong mũi hạt đậu thứ ba này, các bạn sẽ luồn giữa tay để lát nữa chúng ta thực hiện một mũi đơn. Và các bạn luồn dây. Sau đó lặp lại quy trình này thêm 3 lần nữa là đủ 4 lần nha. Thank you.
Rồi đây là lần thứ tư của cái phần bước thứ ba khi mà chúng ta đã lặp lại này các bạn. Sau khi làm xong, các bạn cũng sẽ dùng tay để giữ một đầu dây, sau đó luồn cái phần len vào bên trong. Tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơ vào ngay cái vị trí mà chúng ta giữ dây như thế này. Rồi tiếp đến các bạn sẽ thực hiện cho mình thêm hai lần của bước thứ ba nha các bạn. Hai lần của bước thứ ba tức là các bạn sẽ một lần đó là các bạn sẽ móc hai mũi hạt đậu. Mũi hạt đậu đầu tiên ở ngay vị trí đầu ở giữa này nè. Rồi một mũi hạt đậu nữa là ngay vị trí mà mũi đơn chúng ta vừa lên đó. Cũng lên một bến, sau đó kéo dây dài ra. Sau đó các bạn sẽ đâm vào đây và ở đây, hai vị trí này. Là chúng ta được một lần của bước thứ ba. Sau đó các bạn thêm một lần nữa. Rồi đây chúng ta thêm một lần nữa nha. Cũng lên một bính, sau đó thực hiện móc xuống ở vị trí hạt đậu và ở đây, mũi đơn và vị trí ở dưới đó. Rồi và đây là vị trí cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi hạt đậu thôi nha. Là ba, tương ứng là ba mũi kép chung chân chung đầu. Sau đó các bạn sẽ thực hiện một mũi kết ở ngay vị trí cái bính đầu tiên kia. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần kẹp nền này rồi. Tiếp đến các bạn sẽ sử dụng keo nến hoặc keo dán gì đó để dán cái phần chúng ta đang làm lên trên cái phần phôi kẹp mà chúng ta có vừa rải nha. Rồi đến đây các bạn sẽ thực hiện mũi kết kéo qua luôn nè. Rồi sau khi làm xong các bạn sẽ tiến hành cắt dây và sau đó luồn cái phần len dư vào bên trong phần chúng ta đã làm nha. Rồi đến đây các bạn sẽ ướm thử cái phần kẹp lên, sau đó các bạn sẽ ướm cái phần giấy lên để các bạn cắt cho nó được tròn trịa hơn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu dán.
Rồi, vậy là chúng mình cũng đã hoàn thành xong một chiếc kẹp rồi nè các bạn. Thấy đơn giản đúng không? Tuy video hơi lâu nhưng có điều là mình đã hướng dẫn thật chi tiết về cái mẫu kẹp này rồi. Các bạn hãy để lại bình luận bên phía dưới để chúng mình cùng chia sẻ những kinh nghiệm làm kẹp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh tụi mình nha. Và tụi mình là Lene. Xin chào.